đầu tiên thì vô mình vô cái phần Winter Recurrent. Ở đây mình sẽ có chọn các loại của giấy. Thì nếu mà mình đề canh trơn thì mình sẽ chọn là Epson Glossy. Nếu mà đề canh nhám thì mình sẽ in là Matte Paper. Ở đây thì mình in test, mình in giấy bình thường nên là Land Paper. Mình sẽ vô phần Mentor. Ở đây thì mình sẽ có là vệ sinh là phun. Mình đích người đây. Xong mình bấm Start. Bây giờ đang là vệ sinh là phun. Bây giờ đã đang đường xong. Ok, thì khi mà xong thì mình sẽ in test nét. À, mình sẽ bấm vô Noja Chat để coi đúng nét. Ở đây nếu mà mình in cần độ sắc nét cao mình chọn 2. In tốc độ, in sắc nét cao mình sẽ in hơi chậm.
Dạ. Dạ chính này là in nét nhất rồi đó anh. Là nó có hai chế độ, chế độ này là chế độ nét nhất rồi đó, với lại là nó in hơi chậm, nếu mà nét thì nó chậm. Còn nếu mà nên chế độ bình thường nó sẽ độ nhanh, nhưng mà nó sẽ bị là cái nét nó không có đều. Dạ, nét nhất rồi đó.